đã bắn được bắn đạn thật hồi nào chưa, lần nào chưa? Chưa. Thế cảm giác bắn đạn thật thì hôm nay như thế nào? Tay run nè. Run hả? Chưa bắn mà run hả? Hello. Hello con cặc. Tao bắn á. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng quý bạn và các vị đã đến với channel của mình. Hôm nay là một ngày khá chi là đặc biệt. Thì sau 15 ngày anh em chúng tôi đổ mồ hôi, nước mắt, biết bao nhiêu là công sức đấy để rèn luyện. Thì rèn luyện ở trên ở thao trường. Thì anh em chúng tôi thì hôm nay là một ngày anh em chúng tôi phải nói là cực kỳ khá là quan trọng. Anh em chúng tôi đã được cầm súng ra chiến trường rồi anh em ạ. Cầm súng ra chiến trường. Phải nói là khí thế lúc này rất là háo hức, muốn được sử dụng súng đạn. Thử cảm giác nghe tiếng súng đạn thật nó như thế nào đấy, không biết là nó giống trong game PUBG không đấy. AR-15 trong PUBG là khẩu M16 thì phải nhờ. Chúng tôi sẽ dùng nó để hạ mục tiêu, hạ những con boss. Và boss của chúng ta ở đây ngày hôm nay đó là cái này, đó là cái bia số 4 này đấy. Bia số 4 này đặt ở khoảng cách khoảng 100m đó mọi người đấy. Đây các bạn có thể thấy phía xa kia, phía xa chúng tôi kia, phía xa lắc xa lư kìa. Đó là điểm mà chúng tôi gọi là tuyến bắn. Cách mục tiêu, cách những con boss của chúng ta là 100m đấy. Ngoài cái bia này còn có hai cái bia khác đấy. Rồi, và không để các bạn chần chừ nữa, chúng tôi sẽ thực hiện màn test súng và bắn đạn thật và thử cảm giác nghe tiếng súng nó như thế nào. Và này là cái máy quay, tôi sẽ đặt cái máy quay tại chân bia này để slow motion lại cho các bạn thấy cái mục tiêu của tôi có được điểm xạ ở đây, có được bắn, có bắn trúng vào đây hay không. Đấy, tôi sẽ đặt máy quay đây nhưng mà phải để đảm bảo an toàn chứ không thể đặt ở trước được, tôi phải đặt ở sau. Đấy, cái này cũng không nói chung không được phép quay cho lắm, không được phép công khai nên tôi sẽ để phía sau này để xem thử cái đấy, cái mục tiêu những con boss của chúng ta có bị triệt hại không. Rồi ok, mình sẽ đặt tại đây. Đặt đây không biết anh nhàn bắn trúng không vậy. Rồi mình sẽ đặt ở ngay chỗ này thôi. Có cái bờ đất nên chắc là không việc gì đâu anh em ạ. Cái boss thứ ba đây. Và mình nói luôn cho các bạn, nếu các bạn không biết cái cách sử dụng hoặc là cách ngắm vào con boss này thì mình nói luôn. Thì cái đường ngắm cơ bản của các bạn thì các bạn có thể các bạn biết rồi đấy. Và đây là mình ngắm một khoảng cách 100m là mình sẽ ngắm vào mục tiêu ở đây. Mình ngắm vào vị trí này. Vị trí ở chính giữa bên dưới cái mục tiêu này. Đấy, ngắm vào đây, đạn sẽ ăn lên. Đấy, đường đạn lúc nào cũng ăn lên cả. Các bạn ăn lên với khoảng cách 100m là nó sẽ vào tầm đây. Nếu như các bạn ngắm chính xác vào điểm này. Đấy thì chắc chắn là vòng 10 rồi. Đấy. Thì cũng nói luôn với các bạn là mình bắn lần này là mình bắn cũng khoảng khá nhiều đợt rồi đấy, nhưng mà đến lúc bây giờ mình sử dụng tiếp tục, mình được bắn nữa, được sử dụng đạn thật nữa thì mình cảm giác rất là hồi hộp nha anh em. Cảm giác rất là hồi hộp, không biết mình có bắn trúng bia hay không, mà những cái thao tác và những cái cử chỉ, những cái hành động của mình nó có khớp ấy, nó có đúng với cái bài vở mà bao lâu nay mình huấn luyện hay không đấy. Tại vì cũng nói thiệt chứ bỏ nghề lâu rồi nó không quên. Và mình hy vọng mình sẽ bắn được điểm cao nhất ở ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn chú ý đón xem nhé. Mà chỉ huy đang lên. Đây mà chỉ huy ship đang lên nha các bạn. Đấy, chỉ huy là gồm có ban chỉ huy quân sự và những người cung cấp đạn dược cho anh em tôi. Và đây là những đồng đội của tôi đây. Anh chỉ huy đang đi kiểm tra. Đến kiểm tra thao trường. Kiểm tra thao trường bắn và cái trước bảng chúng ta đây là khu vực chuẩn bị. Đấy, đến khu vực chuẩn bị là chúng ta sẽ đến tuyến phát đạn là ở đâu kia. Đấy, này là ở tuyến phát đạn này, ngay chỗ cái bàn này anh quân lực sẽ phát đạn cho mình. Và sau khi có hiệu lệnh anh em tôi sẽ lên tiến hành chuẩn bị bắn. Và mỗi đơn vị sẽ một bệ nha. Bệ số bắn, bệ số 1 này, tôi sẽ bắn ở bệ số 1. Bệ số 2, bệ số 3. Đấy, khoảng cách mục tiêu từ đây lên trên kia là khoảng 100m. Đấy các bạn thấy những con boss, những cái biểu ta rất là xa, 100m luôn.
Đây, phỏng vấn anh lão làng nhất trong cái khu vực này mà cũng là lão nhất ở trong cái khu vực này. Đấy. Anh chuẩn bị anh bắn này, anh có cảm giác gì không? Em run. Run hả? Run chỗ nào? Run chỗ nào? Run ở dưới không? Nhớ bắn được đạt điểm cao nha. Hả? Đấy, thấy đội đấy, thấy đội mũ là thấy lão rồi nha. Lão nhất trong tổ rồi. Lão nhất trong bầy ạ. Em cũng quyết tâm em giật được 3 vòng 10. Giật được 3 vòng 10 nhưng mà không biết được nhiêu được không? Em giật mà. Em giật. Em quyết tâm em đặt vòng nhé. Bây giờ bắn được trung bi, trung kim đó. Rồi phỏng vấn mấy chị nữa xíu. Mấy chị nữa, chị này tên gì, cho hỏi chị này tên gì? Chị này tên Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương, ok. Chị Hương đã từng bắn đạn thật bao giờ chưa? Hỏi thật mà ư? Chúng mới quay trở lại bé này. Thì thấy xin chào mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy đứng lại chút, đứng lại hỏi chút. Gì rồi, bạn nữ tên gì, tên Thi hả? Rồi em tên Thi. Ok, Thi đã bắn được bắn đạn thật hồi nào chưa, lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Thế cảm giác bắn đạn thật thì hôm nay như thế nào? Tay run nè. Run hả? Chưa bắn mà run hả? Đây là một số chị nữ dân quân của chúng ta. Đấy, cơ bản là cũng lần đầu đi lên chiến trường, khá là hồi hộp. Tìm rung chết tay đúng không? Tìm thông là ngoài luôn á. Đúng không? Tìm thông là ngoài. Nó bay ra bay vô vậy. Tìm mấy thằng. Đấy, nhưng tôi đã tập trung tại vị trí này. Cơ bản là cái này chỉ huy phát hiện rồi, không cho quay nên phải giấu quay lén rồi. Gì sao? Mấy để lâu chứ. Đi mày. Cách xa nghe em. Mày thèm. Không có đụng chạm nghe chưa? Ai đâu. Thì vừa rồi nhận được lời cảnh báo từ chỉ huy là không được quay phim. Đấy, không được quay phim nhưng mà tôi đã để máy quay lén ở trên kia rồi. Thì cũng ráng quay lại những khoảnh khắc gọi là đẹp nhất ở đây. Và nếu như mà chỉ huy ấy có thấy được clip của tôi thì cũng thông cảm. Tôi lưu lại những khoảnh khắc thôi. Không có mục đích, không nhập mục đích là tuyên truyền quảng bá hay là bất kỳ cái gì cả. Cái này tôi xin nhắc lại là tôi chỉ lưu lại những khoảnh khắc đẹp thôi, chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi, cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cảm ơn các bạn. Tôi vừa rồi tôi thực hiện là lượt bắn đầu tiên, khá là hồi hộp, khá là ok, cũng không được tốt lắm, chỉ được 24 điểm thôi, đàn điểm khá, một điểm nữa thôi thì được gió rồi, nhưng mà cố gắng như vậy là ok rồi. Vì tôi không thể quay vừa tự bắn được. Và bây giờ tôi sẽ dành thời gian để quay review lại cho các bạn thấy, cho bạn xem cái cảm giác bắn đạn thật nó như thế nào. Ok. Đây là lượt bắn thứ hai. Và cái này như tôi quên bấm máy quay ở trên kia. Đấy, sau lượt này tôi sẽ đi báo bia, làm nhiệm vụ báo bia, dán bia. Và tôi sẽ tranh thủ tôi review lại cho các bạn. Đấy, tôi quay ở đây vài lượt ạ. Wow, đấy, các bạn có thể nghe được tiếng súng đạn. Khói bay mù mịt rồi. Đấy. Wow. Bệ số 2 gặp đá là bụi khói đấy, khi đồng hồ. Mắc không? Cái bay khói hả? Tôi bay được không? Số 1 mình bỏ rồi. Tôi bay bên nhà mạng mà. Rồi, xin lỗi. Và hai bệ kia đấy, rồi cả ba bệ đã hoàn thành lượt bắn của mình. Mỗi lượt chỉ bắn được 3 viên thôi nha anh em. 3 viên 25 điểm trở lên là giỏi. Tôi cái này tôi bắn được 24 điểm rồi. Ai giỏi, nếu như có người giỏi sẽ có chỉ huy tặng quà, xuất quà nho nhỏ trị giá khoảng 100.000. Đấy, và bây giờ là nhiệm vụ của anh báo bia để xem bia số 1 bắn được bao nhiêu điểm đây. Hai đồng chí làm nhiệm vụ báo bia đang cơ động ra báo bia. Không trúng mà. 9 8 9 8 8 rồi, đồng chí này đã được giỏi rồi. 25 điểm, vừa đủ điểm giỏi. Ok. Hai bệ vừa rồi, bệ số 1 số 2 được 25 điểm. 29 này vừa rồi lại giỏi nha. Ok, tôi sẽ tìm cách tôi lên trên khu vực trên kia, tôi review cho các bạn thấy mục tiêu ta bị triệt hạ như thế nào nha.
Đa số ở đây là toàn những là cựu chiến binh đã từng tham gia trong quân ngũ nha. Đấy, mỗi người ít nhất cũng 18 tháng. Còn lại là a trưởng là 2 năm hết. Đây, và đây là những đồng chí chúng tôi đã bị số 2. Bị số 2 hình như bị sự cố về kỹ thuật. Đấy, chỉ huy đang một phân đoán được phân lên. Vị trí hai đồng chí là bia. Nếu tao đi bia rồi. Đấy. Mình hết đợt này mình sẽ lên trên kia mình dán bia ấy, mình sẽ quay lại cho các bạn thấy mục tiêu bắn như thế nào. Thấy đầu đàn trong đó. Trong bắc chứ ha. Xuyên bia. Xuyên bia vào trúng vào đất ấy. Nát luôn ạ. Đầu đạn không lấy đâu. Đầu đạn khó lấy lắm. Đầu đạn nó quặt hết, nó cong hết. Tại hai bệ bắn kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ và bệ bắn số 2 vẫn đang bị sự cố về kỹ thuật nên là chưa thể thực hiện được lực bắn của mình. Ta cùng xem chỉ huy sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Ok, và đã xử lý xong. Tạt vô viên đạn, tạt vô cái bụi cây, không bụi đá nhé. Khá là ok. Mà kéo ra nữa ta. Vô nữa, lần nữa nè. Từ vào nó biểu lên là lên. Rồi sau đây mình sẽ đi đổi vị trí gắn bia và mình sẽ quay lại cho các bạn thấy slow motion lại cho các bạn thấy mục tiêu bia của chúng ta như thế nào nha. Wow. Cháy luôn kìa. Nhìn lúc bắn vừa rồi điểm chạm khá là cao. Đấy, chứng tỏ điều là cái năng lực và cái chất lượng đào tạo khá là ok. Hầu như là điểm 7 lên hết nha mọi người. Đấy, điểm 7 lên hết, không có điểm nào gọi là gian dối hay là báo nâng điểm gì cả. Và đây là lượt bắn thứ 7. Để xem thử các đồng chí của chúng ta có thực hiện được hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ của mình hay không. Wow, đồng chí nào vừa cày xuống đất xong. Đồng chí này bắn rất là tốt luôn.
Này là lượt bắn cuối cùng rồi mọi người ạ. Sau cái lượt bắn này chắc là chỉ huy sẽ thử bắn. Còn các đồng chí, các anh em học thì đây là lượt bắn thứ 13 và lượt bắn cuối cùng rồi. Thì vừa rồi đó là khoảnh khắc mà đơn vị chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ bắn đạn thật trên thao trường. Đấy. Và tôi cũng xin nhắc lại luôn là đây chỉ là clip mang tính chất là thể thao, chứ không phải là truyền bá hay là quảng bá những cái tư liệu mật hay là gì đấy. Tôi không có mục nhằm mục đấy. Và tôi chỉ gọi là mang tính chất thể thao, thi tài và thể thao, và lưu lại những kỷ niệm của anh em chúng tôi trong những ngày tập luyện và những ngày dân quân đấy. Còn các bạn nào xem nhớ, wow, vẫn còn một viên nữa, nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ nhé. Còn ai có ý kiến thắc mắc hay là bất kỳ cái phản ánh nào thì hãy vui lòng để lại dưới bình luận nha anh em. Cảm ơn mọi người. Đây là lượt bắn của chỉ huy. Các bạn phát bắn rất là giòn. Đấy, và của đá. Và tôi xin nhắc luôn là cái clip này chỉ mang tính chất thể thao quân sự nha các bạn. Đây là mang tính chất thể thao quân sự đấy, chứ không phải là truyền bá hay quảng bá gì cái nội dung bạo kích động hay là cái nội dung phản cảm gì nha mọi người. Đấy, các bạn có xem được thì các bạn xem để lại một like, một share để cho mọi người cũng biết, nhờ nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình. Còn không thì không sao ạ. Cảm ơn các bạn.